gần 200 phụ huynh học sinh đã tham gia vào sự kiện Ngày hè an lành Hyva Summer Day do Trường Quốc tế Việt Nam Phần Lan VFIS tổ chức. Đây là sự kiện thường niên của nhà trường với mong muốn tạo cơ hội cho quý phụ huynh và học sinh tận hưởng những ngày hè thú vị tại VFIS trước thềm năm học mới. Hyva theo tiếng Phần Lan mang ý nghĩa tốt lành và tươi đẹp. Chính vì thế, sự kiện đã tổ chức nhiều sân chơi phong phú như thể thao, âm nhạc, nghệ thuật sáng tạo, tư duy khoa học và thủ công kỹ nghệ. Những bộ môn đặc thù của giáo dục Phần Lan dành cho các em học sinh. Tham gia sự kiện, các bậc phụ huynh và các em còn được tương tác với các chuyên gia giáo dục Phần Lan về phương pháp giáo dục trẻ, bí quyết học tốt tiếng Anh, tham quan cơ sở vật chất và tìm hiểu trang thiết bị dạy học khác biệt tại trường học chuẩn Phần Lan như VFIS. Qua đó giúp quý phụ huynh sẽ có những định hướng giáo dục đúng đắn, giúp con trẻ tự tin trong cuộc sống với những năng lực bền vững. Dịp này, nhà trường cũng đã trao tặng nhiều suất học bổng giá trị lên đến 50% học phí dành cho cả hai chương trình quốc tế và song ngữ.